Chào cô chú anh chị và các bạn, một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình có chia sẻ một đoạn video ha về con đường dẫn tới cầu Tịch Miễu 2 nè cô chú anh chị. Đây con đường này ha cũng mới đang đang thi công nha cô chú anh chị và các bạn. Đây những xe chở vật liệu để làm đường ha. Đây đây mình đang đứng ở bên tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. Của huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre nha. Đây làm những con đường này nè, dẫn lên cầu nè của chú anh chị. Đó, đang thi công ha. Đây những xe lưu cũng đang làm đó cái chú anh chị đang trải đá ha. Đó, lót ni lông trải đá nè của chú anh chị. Những xe lưu này nó dầm rung rinh đất luôn ha cái chú anh chị, đứng đây rung rinh luôn. Đang thi công luôn ha, giải đá lưu xe lưu. Cái hôm nay thứ bảy chắc cũng ít công nhân làm cô chú anh chị giờ các bạn. Đây, bỏ đổ đá đây nè. Rồi tới cái miếng nhựa lên đó ha. Đường rất rộng luôn ngay cô chú anh chị và các bạn, 30 mét đường rất rộng ha. Đây, đường rất rộng luôn. Bên đây là bên Bến Tre nha cô chú anh chị, bên huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre ha. Đây là lên cầu này, là lên cầu nè. Nhà đây đấy cầu còn xa lắm mà cô chú anh chị. Những xe tải chở vật liệu cát đá vẫn đang làm của chú chị và các bạn. Chiếc cây lùa cán đá là nó rẽ xuống rồi của chính trị các bạn. Rồi hai bên đường đào cái hố rất là sâu của chú anh chị để lấy đất đắp lên đây, rất sâu ha. Còn kia những anh thợ đang làm cầu trên kia nữa của chú anh chị và các bạn. Bên đây cũng có cây cầu nữa ha, hai cây ha. À, về hai chiếc xe lô đang cán là của chúng chị. Mày nếu cán xong rồi chắc trả nhựa rồi. Đây cũng đang thi công đoạn này đó là của chú anh chị. Đoạn này trải đá rất phẳng ha.
Ở bên đây thì đang làm cống mà cô chú anh chị dạ khoảng đó. Rồi, làm những ống cống rất to ha. Này công trình cũng đang tiếp tục làm á cô chú anh chị. À, không nghỉ ha, hai đứa đầu vẫn đang làm nha cô chú chị. Đây cũng là một con đường nữa là cô chú anh chị, ở đây là tẻ ra ha, tẻ ra con đường khác. Cái này tẻ ra là quẹo qua quốc lộ 60 chú chị. Rồi cái này là con đi thẳng lên là đi lên cầu ngang qua bên Tiền Giang của chú chị, còn bên đây là bên Bến Tre ha. Đây những đoạn đường này đang làm cũng rất là bằng phẳng rồi nè của chú chị, chưa có đổ nhựa ha, nhựa trong rồi. Buổi sáng thì những xe tải cũng tấp nập của chú chị dạ các bạn. Xe tải chở đi cát đá vật liệu để làm con đường ha. Chào cô chú anh chị và các bạn, con đường đang làm tới cái cầu cầu qua Cầu này cồn bắc cô qua chú anh chị cồn và các bạn. Thới Sơn của tỉnh Tiền Giang ha, cô chú anh Qua chị cồn và các ha. bạn. Bên đây là bên Bến Tre, huyện Châu Thành ha. Còn qua bên kia là cồn của Thới Sơn của thành phố Mỹ Tho Tiền Giang ha, cô chú anh chị. Đó cái cầu này qua đây nè. Đó, đang thi công á, những cái máy móc đang thi công á. Còn hướng trên này nè là cầu Rạch Miễu một, ở trên đó là cô chú chị đó đang lưu thông, xe đang lưu thông trên đó ha. Đó trên đó là hướng cầu Rạch Miễu một nha. Đây là con sông Tiền nha cô chú chị, con sông Tiền Giang ha. À, phía bên đây là của tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. À, phía bên kia nữa là mấy là của Tiền Giang ha, Tiền Giang qua cầu này qua một cái cầu nữa rồi mới tới Tiền Giang nè cô chú chị và các bạn. Cầu tên đó là cầu của Rạch Miễu một á cô chú anh chị. Đó, giờ công trình cũng đang thi công luôn ha. Cái cầu này xong là nó hoàn thành là đi đường này là chia ra hai cô chú anh chị và các bạn. Chia ra hai đường đi để cho nó khỏi kẹt xe ha. Chứ thường thường là những ngày cuối tuần là kẹt xe cây cầu Rạch Miễu một nè cô chú anh chị và các bạn, kẹt xe rất là dài ha. Rồi làm thêm cây cầu nữa nè cho chia ra, chia cái luồng xe đi cho nó khỏi kẹt xe nha cô chú anh chị, cho nó nhanh nhẹn ha. Nó cũng đang lớn thì rồi. Con đường này là con đường cặp mé sông Tiền nha cô chú chị, bắt đầu từ cầu Rạch Miễu 2 đang thi công ha, chạy tới cầu Rạch Miễu 1 nha cô chú chị. Con đường cặp mé sông ha, cặp mé sông phía bên bờ Bến Tre nha cô chú chị. Đây là con đường này ha, con đường này cũng 6 mét, cũng đổ bê tông của chú chị. Đường này 6 mét, trong này cũng nhà cửa cũng sát sát ha, cũng nhìn nhà cửa của chú chị.
Thì cũng mát mẻ. Rồi đây là ra tới cái khu du lịch Cồn Phụng nè, tôi có chạy dưới chân cầu Địch Liễu một ha. Đây con đường này dẫn ra dưới chân cầu Địch Liễu một nè, cô chú anh chị tới đây là tới quốc lộ 60 ha. Rồi mình đang lên dốc cầu quốc ở quốc cầu lần lẻ một nha, tốt vậy các bạn. Đây là còn Hòa Phụng nè, dưới trong này người ta nuôi cá nhiều lắm mà, cứ cho chị cá bè ha, mình một này ha. Rồi bên kia đó là còn tới chỗ của Tiền Giang nha, cô chú chị. À, bên đây là còn Phụng của tỉnh Bến Tre ha. Đây ta nuôi cá bè gì rất là nhiều nha chú chị. Đây cái ngọt phụng đây. Cầu Địch Liễu một là có 4 làn xe thì nó hơi nhỏ nha cô chú chị cho các bạn, nên người ta xây cái cầu Địch Liễu 2 nữa ha. Rồi mình lên dốc cầu rồi mình tới ngay cái chỗ mà người ta để dừng chân để xuống dưới cồn nè cô chú chị cho mày. Đây cái đường xuống cồn ha, xe chạy xuống được luôn nha cô chú chị. Rồi dưới đây ta trồng trái cây rất là nhiều ha, trồng bưởi cô chú anh chị, đó nguyên cái vườn bưởi bao la luôn ha. Gì đó là nhà nổi yến nữa, có nhà nổi yến nữa cô chú anh chị. Đây cái bảng vùng xanh xứ dừa nè cô chú anh chị cho các bạn. Đây là cầu các chị các bạn, có cầu Địch Liễu 2 đang đang thi công lên đó đó. Ở dưới đây là cầu Phụng ha, phía bên kia là bên kia xong là cầu Thới Sơn ha các chị các bạn. Rồi Liễu 2 đang thi công ha, đây là cầu Địch Liễu 1 ha. Giờ cũng 8 9 giờ rồi nhưng mà xe cũng rất đông thôi cô chú chị. Rồi hiện tại mình đang đứng ở dưới cầu Phụng nha, cái này là hai cái cầu để lên trên cầu Miễu một nè cô chú anh chị. Ở đây là có một cái khuôn viên ha, không biết ta làm gì nhưng mà ta rào hết trơn cô chú anh chị. Rồi bên đó là trồng dừa ha, trồng dừa dọc dọc cái ngoài mé sông á cô chú anh chị. Đây có nhà. Còn Phụng là của thuộc tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị, còn Thái Sơn á mới là thuộc tỉnh Tiền Giang ha. À, đây là cái cầu đi xuống cầu à, cái đó là con sông ha. Thì có những chiếc thuyền du lịch Cồn Phụng có chú chị ở đậu bên kia sông rồi ha. Khu du lịch Cồn Thái Sơn à, với chú anh chị ạ các bạn. Đã nông thôn mới ha, Thái Sơn em với chú anh chị. Đây
này cũng có nhiều nhà nghỉ, nhiều cái khu du lịch ha, hấp dẫn quá thấy thử. Hiện tại mình đang có mặt tại cồn Thới Sơn của tỉnh Tiền Giang nha, cô chú anh chị và các bạn. Đây những con đường dưới cồn Thới Sơn này, cô chú anh chị, con đường vô những cái nhà dân á, khu chung cư rồi á, ngoài đây ha. Thế mình đi vòng quanh khu vực cồn Thới Sơn cho cô chú chỉ xem ha. Đây có nhà villa biệt thự gì sơn màu vàng cô chú chịu cho thôi. Đây phòng tắm gì đó, công ty vàng bạc đá quý à, cô chú chịu cho bạn đó, mình căn biệt thự luôn. Bác coi đây trồng trái cây không nha, cô chú chạy cho khỏe. Trái cây, tất cả trái cây luôn á, hai bên đường, còn ở đây rất nhiều á. Mít đổi cam, quýt, bưởi, rất là nhiều á, cô chú chạy cho khỏe. Thì cũng có trồng dừa nữa, nhưng mà dừa ít hơn, trái cây nhiều hơn. Những còn là đất phù sa rất tốt là trồng cây ha, cô chú chị các bạn, nên ta tập ở đây rất là nhiều ha, trồng cây rất nhiều luôn. Trồng nhãn này, đây cây dừa bưởi này, quá này cô chú chị. Để mình coi cái đường này chạy tới đâu nha cô chú anh chị. Mình mới đi lần đầu tiên á, nên mình cũng không có biết để con mình chạy nó tới đâu ha. Có tới chân cầu Rạch Miễu hai không mình cũng không biết nữa, là mình đi được không? Hát gì vậy? Đây thì mình chạy một lúc rồi đã tới cầu Rạch Miễu hai nha, cô chú chị cho khoan. Đây những cái cầu cũng bắc qua cồn nè cô chú chị. Cầu bắc qua ha, đó là cái cầu Rạch Miễu hai của chú anh chị nhớ bạn. Khu vực đang thi công. Đây là cái hầm cầu cho người dân lưu thông ở trên cầu Thái Sơn này của chú chị. Đó này cái đầu cầu thì người ta đang thi công nè cô chú anh chị và các bạn, đó hai cái trụ cao ha, đó là cầu dây văng nha cô chú anh chị, phía bên Tiền Giang ha, này cũng công nhân đang thi công trên cầu nè cô chú anh chị. Chào quý anh chị, mình đang đứng ở trên bờ của cồn Thái Sơn ha. Đây là cây cầu Rạch Miễu hai đang xây dựng, không có đi được nữa cô chú anh chị và các bạn. Đây nè, đảo nó chưa làm được, không có thể nào mà đi tới đó gần được ha.
cầu sẽ hoàn thành trong năm cuối năm 2025 nha cô chú anh chị và các bạn. Dự kiến cuối năm 25 là cầu sẽ hoàn thành ha. Cầu Rạch Miễu 2 nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, đang làm đang xây dựng nha cô chú anh chị và các bạn. Mình đang đứng ở trên cồn Thới Sơn của tỉnh Tiền Giang nha. Video đến đây đã kết thúc rồi cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị video tiếp theo nha.